bạn vẫn hỏi là định vị thương hiệu cá nhân hằn sâu trong tâm trí khách hàng. Thì có rất nhiều thì mình bảo rồi đấy, có ba cái bước quan trọng để xây dựng thương hiệu cá nhân nhưng chị biết là gì? Thứ nhất là hiểu mình, hiểu về tố chất, hiểu về đam mê làm kiếm tiền. Và cá nhân bạn phải trở thành một người độc nhất, quan trọng và bạn cần đến mình. Và bước thứ hai là khi mà chúng ta hiểu mình rồi thì chúng ta phải phát triển bản thân trên cái nền tảng cái giá trị lõi của mình, tố chất, đam mê, gắn với kiếm tiền. Và để chúng ta phát triển trên cái đấy thì chúng ta phải có một hành trình phát triển bản thân. Ai thành công thì cũng đều phải trải qua gì ạ? Văn tư tu cộng khổ đế. Chúng ta phải học, chúng ta phải hiểu, chúng ta phải hành và chúng ta phải trải qua những khó khăn thách thức thì kiến thức chúng ta mới trở nên sâu sắc được. Và cái thứ ba là chúng ta phải trao giá trị. Đấy, phải trao giá trị thông qua các kênh truyền thông online và offline. Và đặc biệt mình xin nhấn mạnh các kênh online. Thì bạn đây bạn bảo là bí quyết định vị thương hiệu cá nhân hằn sâu trong tâm trí khách hàng. Mình chỉ muốn nói một cái điều gì, các anh chị lên trên mạng, các anh chị có thể nghe 10 cái bài học của ông Jim Rohn ấy. Tên tiếng Anh của nó là 10 steps to achieve anything you want, tức là gì? 10 bước để đạt tất cả mọi thứ mà bạn muốn của Jim Rohn. Và Jim Rohn còn nói một cái câu rất là hay như thế này, tức là gì? Ông nói rằng gì ạ? Tôi đã đủ, khi mà ông rất là già rồi và ông bảo gì ạ? Tôi đã đủ trưởng thành để tôi có thể là gì ạ? Tôi có thể kết luận rằng là không có một hệ thống marketing nào, không có một hệ thống truyền thông nào nó có thể bền vững nếu như nó không được xây dựng trên nền tảng của sự nhất quán. Đấy, không có một hệ thống marketing hay là một hệ thống hay là một cái thương hiệu nào nó có thể bền vững được nếu nó không được xây dựng trên nền tảng của sự nhất quán. Tức là nói nó phải đi đôi với làm, nó phải nhất quán, nó phải xuyên suốt. Đấy, xuyên suốt thì ở đây là gì? Bạn muốn ví dụ bạn bạn hay ví dụ là bạn là giả sử thôi, ví dụ mình lấy ví dụ giả sử từ giờ đến bây đến mình lấy ví dụ anh chị là những case study của những người thầy của mình như là ông John C. Maxwell. Đấy, John C. Maxwell, từ lúc mình khởi nghiệp thì mình bắt đầu là cách đây khoảng độ hơn 10 năm là mình bắt đầu mình học những bài học của John C. Maxwell. Thì và John C. Maxwell bây giờ ông rất là già rồi và ông có năm nay mình không nhớ là ông 70 mấy tuổi rồi đấy, và ông ấy cả đời chưa chia sẻ với lãnh đạo thôi. Và nói John C. Maxwell nói đến cái việc gì ạ? Cả đời cống hiến cho sự nghiệp phát triển lãnh đạo. Đấy, ông chỉ cả đời ông chỉ có tập trung vào phát phát triển lãnh đạo, đào tạo thế hệ lãnh đạo. Đấy, và cả đời, và các bạn biết gì ạ? Trên LinkedIn của John C. Maxwell là có khoảng 1 triệu follow. Các anh chị biết là cái follow trên LinkedIn nó cực kỳ chất lượng. Đấy, tức là cái nhóm nhóm của lãnh đạo quản lý cao cấp ở trên nền tảng của LinkedIn, mạng xã hội đấy. Rồi trên các kênh như là YouTube và Facebook cũng có vài triệu người. Thì mình thấy gì ạ? Đấy, đấy là một con người mình cảm thấy rất là ngưỡng mộ. Nói John C. Maxwell là nói gì ạ? Nói lên lãnh đạo. Thế còn nói đến một cái người thầy khác của mình, đó là giáo sư Dave Ulrich. Đấy, ông là boss số 1 thế giới về nhân sự. Và khi mình được làm việc, mình được học tập từ giáo sư Derrick khoảng 3 năm thì mình nhận thấy là gì? Ông ấy cống hiến cả cuộc đời cho cái sự nghiệp nghiên cứu về về nhân sự. Đấy, về cách làm gì để làm sao để gì ạ? Làm sao để giúp các doanh nghiệp có thể làm tốt công tác về nhân sự. Và ông là người nghiên cứu ra cái mô hình gọi là HRBP, tức là HR Business Partner, là mô hình đối tác chiến lược nhân sự. Đấy, thì đấy, cả đời họ dành cho việc cái việc chỉ có làm một thứ thôi. Đấy, và hiển nhiên họ truyền thông, họ chia sẻ, họ sử dụng các kênh online, các kênh offline, các kênh như là online, là nền tảng YouTube, là các mạng xã hội này, rồi họ viết rất nhiều cuốn sách và họ chuyển hóa rất là nhiều người. Đấy, để mà chúng ta có gì ạ? Có một thương hiệu hằn sâu trong một tâm trí khách hàng thì chúng ta phải đại diện cho một thứ, mình nghĩ là một gọi là trong thương hiệu nó có một câu là branding stand for one thing, thương hiệu là đại diện cho một thứ và chúng ta phải tập trung chuyên sâu vào nó và chúng ta phải khác biệt và độc nhất, ai cũng cần đến mình trong lĩnh vực đó. Nói đến lĩnh vực đấy là phải nói đến mình. Đấy, thì đấy là cái mình muốn chia sẻ. Cứ hằn cứ lập cứ chia sẻ giá trị và lập đi lập lại trong tiềm thức khách hàng thì họ rồi một đến lúc ở đấy họ nhận giá trị, họ chuyển hóa, họ sẽ lại nói với bạn thôi ạ. Chúc mừng bạn đã xem hết video. Để không bỏ lỡ những kiến thức, xu hướng kinh doanh mới nhất, hãy nhấn subscribe kênh YouTube của Trường Doanh Nhân HBR. Doanh nghiệp của bạn có đang gặp khó khăn trong bối cảnh đại dịch COVID-19 kéo dài? Bạn đau đầu với việc tìm ra những chiến lược, phương thức kinh doanh hiệu quả giúp doanh nghiệp có thể vượt qua đại dịch? Tham gia ngay các khóa học tại HBR để được cập nhật những xu hướng kinh doanh mới nhất thời COVID, đồng thời được giải đáp trực tiếp những vấn đề đang gặp phải để tìm ra hướng đi mới phù hợp nhất cho doanh nghiệp của mình. Các khóa học bao gồm xây dựng hệ thống marketing chuyên nghiệp, xây dựng hệ thống và mô hình kinh doanh online, xây dựng thương hiệu cá nhân trên mạng xã hội, xây dựng hệ thống đào tạo nhân sự nội bộ. Hãy đăng ký ngay các khóa học trong đường link ở dưới phần mô tả video này để nhận mã giảm giá lên tới 1 triệu đồng hoặc gọi số hotline trên màn hình để được tư vấn trực tiếp. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.